tâm lý của các cầu thủ khi thực hiện cú đá penalty và tâm lý của những cầu thủ dạng như kiểu Tuấn Anh. Thực ra mà nói thì Tuấn Anh đã quay trở lại rồi, trận đá quốc gia cách đây vài ngày anh đá trọn vẹn 90 phút, nhưng trận vừa rồi anh vào sân rất muộn và có vẻ như có một vấn đề gì đó nó vẫn đang diễn ra ở cái sự tự tin, cái tâm lý không chỉ của các cầu thủ mà còn ban luyện nữa. Đây là điều hoàn toàn có thể đang 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 xảy ra ở những đội bóng như là Hoàng Gia Lai, những đội bóng đang thiếu đi một cái niềm tin lớn rằng mình có thể làm được điều gì đó. Nhưng cái niềm tin này nó không phải chỉ khiến họ trở nên khó khăn hơn khi mà họ trải qua những trận thua, mà tôi cho rằng nó còn đến từ cái quá trình chuẩn bị của đội bóng. Một đội bóng mà có được cái sự chuẩn bị tốt ấy, thì cái sự sa sẩy một hay hai trận đấu trong một mùa giải nó là chuyện không có vấn đề gì. Họ vẫn có thể đứng dậy bằng cái đúng cái năng lực thực sự của mình. Có thể mất đâu đó một trận thua trên sân khách, nhưng trên sân nhà họ có thể thay đổi được. Tức là khi mà tìm được cái điểm tựa, tìm được đúng đúng cái gọi là cái form mà họ xây dựng ấy, thì họ có thể là xây dựng nên một cái nét cơ bản nào đó, thì khi đặt trái bóng, đặt một cái thế trận vào đúng cái form đó, họ hoàn toàn có thể tạo ra được những cái thế trận hoặc những cái tình huống và bàn thắng để giải quyết các trận đấu. Nhưng với những đội bóng như Hoàng Gia Lai thì tôi có cảm nhận rằng là cái tính hệ thống, cái tính chuẩn bị của họ nó cũng mong manh, nó chưa đủ độ dày. Và nó thực ra với Hoàng Gia Lai thì trong nhiều năm qua cái chuyện đó là chuyện tương đối phổ biến. Họ thiếu đi một cái hệ thống thi đấu nó ổn định, mang tính ổn định cao để có thể duy trì được nhiều những trận đấu tốt. Suốt cả những cái mùa giải đã qua thì chúng ta thấy là có thể hôm nay Hoàng Gia Lai thắng một trận, thậm chí trận một trận đấu rất hay, thì ngay trận sau đó người ta sẽ lại cảm nhận một cái trận đấu mà phong độ của họ là rất là tệ. Và ở mùa giải này thì ở cái mùa trận đấu đầu tiên thắng rất là đậm trên sân Khánh Hòa, một cái trận mà một cái nơi mà rất lâu rồi họ chưa thắng, ngoài ra này không thể có điểm ấy, chứ không phải nói là thắng nữa. Thế thì ngay trong trận đấu đấy, tôi là người tường thuật trận đấu thì tôi chúc mừng các thủ Hoàng Gia Lai, nhưng tôi đã có một cái suy nghĩ rằng đây nó không hoàn toàn là một chiến thắng từ phía các thủ Hoàng Gia Lai hoàn toàn tự thân của họ, mà còn có cái sự đóng góp từ cái sự sa sút của đội chủ nhà nữa. Và rất là đáng buồn rằng là cái cảm nhận đấy của tôi nó lại đúng, vì là những cái trận đấu tiếp theo thì Hoàng Gia Lai đã trở lại đúng cái hình ảnh của mình, không có tính tổ chức, thiếu đi một cái trục gọi là các cầu thủ trụ cột thực sự vững vàng đấy. Xây dựng Tuấn Anh để quay trở lại thì Tuấn Anh cũng chỉ được một trận hai trận rồi bắt đầu lại có những cái biểu hiện của chấn thương, và khi chấn thương đó thì cái cảm giác của sự mạnh mẽ nó không còn. Đấy, thì cái hôm vừa rồi đá với cả Hải Phòng thì không biết có phải là do cái tâm lý rằng ở đây là nơi đã khiến cho anh gặp cái chấn thương nặng không? Cách đấy là hơn một năm. Đúng rồi, thì bây giờ nhưng mà vào sân thì ở cái thời điểm đấy thì tôi nghĩ rằng là cái ảnh hưởng nó chẳng có, bởi vì cái sức mạnh ở đây là nó cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng thì nó đều không có. Vậy thì nó không thể kết nối được gì cả. Và tôi nghĩ rằng cái câu chuyện của Hoàng Gia Lai có lẽ sẽ là một câu chuyện rất là dài, và nếu như muốn làm lại thì không phải chỉ là vấn đề thay huấn luyện viên.